Chào nhà nhé, chào nhà về lại kênh YouTube với Hồ TV. Chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình đi trên ngâm rừng cả nhà ơi, cả nhà theo chân mình nhé, mình tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở rừng, nhà theo chân mình nhé. Hello ở nhà nhé, mình sẽ review tụi em cả nhà xem nhé nha. Tụi em này cũng mini ở nhà ơi. Thở loại hàng mini. Nó đem cây nhỏ ở nhà ơi. Đây, em mình ra rừng non rồi nha. Cả nhà theo dõi video lên có mặt không nhé. Ở nhà hôm mình lên tới tụi em ở nhà ơi. Tụi em mini nha. Tụi mini mà mặt cũng đẹp ở nhà ơi. Nhỏ mà bộ mặt cúc núc ở nhà ơi. Cả nhà thấy nhỏ mà bộ mặt cúc núc. Mặt bên này nó mà bộ mặt rất đẹp lắm. Đó. Rất là thương người này. Đấy. Nhỏ mà bộ mặt cũng lúc mà. Không, rất đẹp luôn. Không, rất dễ thương luôn. Đây. Bộ mặt cúc núc mà. Rồi, bộ mặt. Đem lùm gai rồi đó nha. Giờ tao lấy mặt nha ơi. Này mà xe hành dối ra cái mặt. Em theo mặt. Đó, thế là xong nha ơi. Chú em bay theo mặt này nha. Đó. Còn bánh nhọn mình đỡ lại cho em mới đỡ nhọn ra nha ơi. Mặt rất đẹp này. Thời lượng video đây kết thúc nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé.